Xin chào quý vị và các bạn. Và như vậy là với dự án Core Satoshi thì đã qua 8 giờ UTC, tức là 15 giờ theo giờ Việt Nam. Bởi vì UTC thì các bạn cộng 7 vào ra múi giờ của Việt Nam. Thì các bạn vào cái mục của tôi ở đây này. Đấy, vào cái phần các cái ví của các bạn, tài sản có BTC và Core. Thì nếu mà bạn nào chưa kịp liên kết địa chỉ ví rút, đấy, các bạn kích vào đây, thì bây giờ cái chức năng liên kết ví đã không còn được active nữa rồi, nó đã ẩn đi. Như vậy thì đây các bạn xem này, bạn không còn có thể thay đổi địa chỉ cái địa chỉ ví này một lần nào nữa. Và như vậy trái với đấy, những cái suy luận của mình là nó có thể nó hiển thị cái chức năng rút giống như của BTC ở đây. Đây, BTC khi các bạn ấn vào thì nó có chức năng rút đấy, sau đó thì các bạn điền địa chỉ ví rút vào đấy, sau đó thì ấn số lượng BTC rồi đánh mật khẩu quỹ vào đây, sau đó các bạn lại làm cái lệnh rút. Thì hôm trước mình đã có một lệnh rút rồi, nhưng mà đây lệnh rút này đấy, không nói rõ là bao nhiêu, nó không thể hiện ở đây, ở phía ngoài đây 0.0003.7.6.2.8 đấy là rút BTC của lần trước. Còn với lần này thì mình vẫn để lại chưa rút vì nó cũng không chưa được nhiều. Còn với Core thì như vậy là các bạn có lẽ sẽ chờ Core để xem là nó, bạn nào mà đã liên kết địa chỉ ví rút thì vào ví MetaMask để check xem là nó đã đẩy về ví các bạn chưa. Đây, mình sẽ vào lại MetaMask. Như các bạn phải nhớ chuyển mạng nhé, nhớ chuyển sang mạng Core chính chứ không phải là mạng testnet, Core testnet. Mình sợ là sẽ chưa về ngay đâu, hơn một tiếng rồi. Bởi vì thấy số dư của Core trên app nó vẫn đang là 53 chứ chưa bị giảm đi. Và lần này thì Core cũng mới chỉ trả cho các bạn 25% cái lượng mà Core các bạn đào trên app thôi, chứ chưa được trả hết. Đây, mình đang vào ví MetaMask để xem. Đây đang là Core trên testnet các bạn nhé. Các bạn đổi mạng đi, mạng Core. Đây, những điểm cần lưu ý, token gốc của mạng này là Core, token này là dùng làm phí gas. Các bạn lưu ý này, ở đây họ cũng nói luôn rõ là token này chỉ là phí gas thôi. Đó. Nếu các bạn cố gắng gửi tài sản trực tiếp từ mạng này sang mạng khác, điều này có khiến mất vĩnh viễn, nhớ sử dụng cầu nối. Ôi cái này thì cứ bình tĩnh. Các token có thể không tự động hiển thị trong ví của các bạn. Đây là trong trường hợp mà các bạn chưa add cái mạng Core vào. Đã hiểu. Đó, như vậy thì vẫn chưa có Core về đâu, như đúng như mình dự đoán. Có lẽ sẽ phải mất khoảng thời gian để cho dự án xử lý tất cả các cái giao dịch. Đây, Core. Đấy, số dư có sẵn vẫn là 53, chưa thấy bị trừ đi cái nào. Thì như vậy là nếu bạn nào không liên kết ví vào cái app đảo, trên cái app đào Core này, thì thật sự là cũng hơi tiếc khi mà các bạn đã không còn cơ hội để có thể nhận được những cái đồng Core các bạn đã tích lũy được trong suốt thời gian vừa qua. Thì đối với những bạn nào mà đã liên kết ví rồi thì cùng chờ đợi với mình nhé, xem bao giờ Core sẽ về ví MetaMask. Sau đó thì chúng ta sẽ có những cái, có lẽ sẽ có những cái dự án tiếp theo sử dụng được đồng Core, bởi vì như người ta đã nói ở trong ví MetaMask là Core chỉ làm phí gas mà thôi. Mà phí gas thì các bạn biết thì nó sẽ như thế nào rồi, biết đâu nó sẽ có giá trị trong tương lai. Chúng ta cùng chờ đợi nhé. Rồi, ok, clip ngày hôm nay xin tạm dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các clip tiếp theo của kênh Invest TV.